Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của mình. Xin tự giới thiệu, mình tên là Nguyễn Thị Kiều, hiện tại đang là sinh viên khóa 3 của trường đại học EDX. Mã số sinh viên của mình là CUV021HP026. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện một số những thao tác, đó là add tích Facebook vào user data mới. Đầu tiên thì mình sẽ lên Google Chrome vào Chrome Vision. Ở đây thì mình sẽ copy cái dòng lệnh này. Sau đó thì vào CPC để mà copy cái đường link. Mình sẽ copy cái user data này và dán nó xuống phía bên dưới, hoặc là mình sẽ vào desktop để mình dán luôn vào đây để dán. Cái thời gian mà nó copy cái user data này thì nó sẽ tùy thuộc vào từng máy cũng như là cái mạng wifi của chúng ta. Cái quá trình nó copy này khá là lâu, cho nên là mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái nick Facebook mà mình đã áp được vào. Đây là cái nick Facebook của mình, và ở cái nick Facebook này thì mình đã thêm đầy đủ những cái thông tin. Những cái nick Facebook này thì nó đã thêm được đầy đủ những cái thông tin cá nhân, cái tiểu sử, và cái việc mà mình cần làm bây giờ chỉ là đi add friend hoặc là tương tác. Đó, nó khá là đầy đủ rồi. Nếu như cái nick Facebook này của chúng ta nó chưa được đầy đủ thì mình phải làm nào cho nó, cái tiểu sử này nó phải được hoàn thiện, thì khi mà chúng ta đi add friend thì nó sẽ không bị mất nick một cách dễ dàng. Thank you.
user data mà trước đó thì mình đã copy rồi. Bây giờ mình sẽ đổi tên nó để mình sử dụng luôn cho mọi người đỡ mất thời gian. Ok. Rồi thì mình sẽ đưa cái profile này vào cái user data một mà vừa nãy mình đã đổi tên. Cứ chuột trái và chọn cắt. Sau đó thì bạn sẽ vào lại desktop. Paste nó lại vào đây. Đó, như vậy thì ở trong cái user data này chúng ta sẽ có cái profile 7. Bây giờ thì mình sẽ đổi tên cái profile này vào protein. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu. Chúng ta sẽ copy cái từ cái dấu cách đến hai dấu trừ này cho đến cái trick. Đó, bây giờ chúng ta copy nó lại vào đây và thêm cái dấu. Rồi, bây giờ sẽ vào. Cái này lại. Và ở đây thì mình sẽ sửa thành profile 7. Ok. Và ở đây thì cái user data của chúng ta sẽ nó đã được đổi thành user data một profile 7. Và bây giờ thì mình sẽ thử vào basic Facebook.
Đó, và đây là cái nick mới mà mình vừa mới add nó vào cái user data, vừa mới add nó vào cái profile 7. Bây giờ chúng ta tắt nó đi. Đây là profile 7 và chúng ta sẽ thử vào lại xem là liệu nó có hiện ra cái Facebook đấy của mình hay không. Là mở basic. Đó, và đây chính là cái nick mới mà mình vừa thêm vào vào cái user data mới, và nó đã hoàn toàn lưu được cái nick của mình ở trên này. Thì đây là cái cách mà chúng ta sẽ add từng cái nick Facebook vào một cái user data mới. Thì khi đó thì cái nick Facebook của chúng ta nó sẽ khó bị thanh khoản hơn, nó khó bị Facebook nó vô hiệu hóa hơn. Video của mình xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và lắng nghe từ đầu video tới giờ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.